Nhân ngày 11 tháng 11, Nightsky xin hướng dẫn bí quyết tạo nên hiệu ứng chữ tuyệt đẹp mà Shopee sử dụng trên tất cả banner truyền thông trong các dịp đặc biệt. Và như thường lệ, mở đầu video của Nightsky luôn là một đoạn intro mãn nhãn được mình thiết kế 100% bằng PowerPoint với hơn 980 animation chỉ trong một slide duy nhất để một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Nightsky. Đầu tiên, để có được số 11 tháng 11 đặc trưng này, chúng ta sẽ sử dụng phông của Shopee. Cả nhà có thể tải miễn phí tại nightsky.vn/shopee. Và để dễ dàng sử dụng công cụ mask cũng như tạo bóng, tạo viền cho vật thể, mình sẽ sử dụng công cụ Night Convert trong bộ tools của Nightsky. Một đặc quyền của học viên Nightsky đó là sở hữu tính năng biến chữ thành hình khối vô cùng quý giá. Sau khi chữ đã trở thành hình khối, chúng ta có thể dễ dàng phóng to thu nhỏ, một điều không thể với chữ bình thường trên PowerPoint. Trước khi vẽ họa tiết, mình sẽ giữ Ctrl Shift để nhân đôi thẳng hàng thêm một chữ nữa, sau đó chọn cả hai chữ và căn trái để trùng với nhau. Như chúng ta thấy, họa tiết bên trong dãy số được tạo nên bởi hai hình khối, đó là hình tròn và một hình biến thể đặc biệt. Hình tròn thì quá quen thuộc rồi, chúng ta sẽ chọn hình ellipse rồi giữ Shift để vẽ được hình khối đều. Còn với hình khối đặc biệt kia, chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác. Sau đó nhấn chuột phải, mở Edit Point. Chúng ta sẽ chọn vào từng đỉnh rồi kéo điểm trắng để bẻ cong cạnh của hình khối. Tư duy làm chủ tính năng Edit Point này, cả nhà có thể xem lại video hướng dẫn vẽ logo Vietcombank của mình tại nightsky.vn/vcb. Sau khi đã vẽ xong, chúng ta sẽ di chuyển sao cho hai hình khối sát lại với nhau, rồi giữ Ctrl Shift chọn cả hai vật thể và kéo sang bên phải để nhân đôi liên tiếp nhiều cặp tiếp theo. Trước khi cắt vật thể, mình sẽ tạm tô dãy số vừa nhân đôi thành một màu khác để sau này dễ dàng phân biệt với dãy số gốc. Sau đó mình giữ Shift kéo chọn thêm toàn bộ họa tiết ở phía dưới, rồi vào Merge chọn Fragment để phân mảnh vật thể. Lúc này, toàn bộ vật thể sẽ vỡ ra thành từng chi tiết nhỏ. Chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ đối tượng thừa, chỉ giữ lại các vật thể nằm bên trong dãy số ban đầu. Thực sự, Fragment là một tính năng vô cùng tuyệt vời để chúng ta sáng tạo hình khối. Cả nhà có thể truy cập link nightsky.vn/olympic để xem cách Nightsky ứng dụng đột phá tính năng này nha. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ giữ Shift chọn từng cặp đối tượng sẽ tô giống màu nhau, rồi dùng công cụ Eyedropper để tô giống màu gốc của Shopee. Chỉ sau vài giây thao tác, chúng ta đã sở hữu dãy họa tiết ở dưới đáy giống hệt với nguyên bản. Bước cuối cùng, chúng ta sẽ tạo viền và tạo bóng cho dãy số gốc bằng cách vào công cụ tô màu viền, chọn viền trắng, rồi vào Weight, chọn độ dày là 4,5 đơn vị. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào Effect, chọn Shadow và mở Shadow Option. Chúng ta chọn hướng bóng xuống phía dưới. Chọn màu bóng là màu cam. Giảm độ trong suốt để bóng sẽ đậm hơn, giảm blur về 0 để bóng không bị mờ và tăng khoảng cách để bóng đẩy xuống dưới sâu hơn. Vậy là chỉ trong chưa đầy 2 phút, chúng ta đã thiết kế xong hiệu ứng chữ siêu ấn tượng của Shopee hoàn toàn bằng PowerPoint, kết hợp với tư duy sáng tạo animation được Nightsky chia sẻ trong khóa học PowerPoint Online. Chúng ta sẽ sở hữu những video quảng cáo có sức hút mạnh mẽ với người xem, để qua đó tạo nên sự tăng trưởng đột phá cho doanh số bán hàng. Video này đã giúp chúng ta khám phá được một sức mạnh hoàn toàn mới của PowerPoint, đó chính là thiết kế ấn phẩm truyền thông sáng tạo. Đến với Nightsky, học viên sẽ được phát triển toàn diện cả về tư duy sáng tạo, đôi mắt thẩm mỹ lẫn khả năng làm chủ hoàn toàn PowerPoint thông qua bộ công cụ mạnh mẽ số 1 Việt Nam của Nightsky. Cùng tham gia khóa học PowerPoint Online của Nightsky để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightsky, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.